Thôi. Ồ, một to đó. À. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của chú Tô Vlog. Thì tối hôm nay mời mọi người cùng với tem của chú Tô sẽ trải nghiệm một điều rất là thú vị, đó là mình sẽ đi săn bắn ban đêm ở ngoài cánh đồng. Mình sẽ bắt tất cả các thứ giống như ốc, là cua nha mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi thôi. Đi thôi. Tối nay có nắng không? Còn nắng còn nắng. Thì hồi nhỏ thì bọn mình á thì rất hay đi bắt nhảy, bắt ếch, bắt ốc đồ ban đêm á. Bây giờ nên hôm nay rủ mấy đứa ở trong tem của mình trở lại ký ức thôi, từ thơ của mình, đó là đêm nào cũng là hè trời mưa á, là sẽ ra ngoài đồng để bắt rất nhiều thì nhiều thứ giống như ếch, nhảy. Bữa nay thấy lúa bắt đầu gần chín rồi nha mọi người, nên cái rành lúa là được đang khô. Bọn mình sẽ tìm những cái rành được này, những con mương á, sẽ có cái thứ gì là mình bắt, giống ốc hay là cua chẳng hạn, cua đồng á. Đồ này khối này, có con gì ít đấy, ít đấy. Nhảy lên rồi, nhảy lên bờ đó. Tối ở đây mình thấy con lương phải không? Ôi mình thấy ngán ít nó nhảy. Bọn mình phát hiện ra một con cua đầu tiên nha. Coi cẩn thận gì nó khắp cắt cái tay á. Cái này con cá này. Rồi con đầu tiên nha mọi người. Được không? Ôi coi cẩn thận nó cắn. Rồi ok. Bỏ vào luôn. Đi tiếp rồi, đi. Còn gì nữa? Quay, bắt ốc này. Đấy, ốc đấy, bán đấy bán, ốc đấy. Ô, đây con to nữa. Ốc với con gì đó. Bắt luôn. Lấy mấy con to nữa nha. Rồi, cho vào luôn. Coi mấy con đừng bo lên đắng. Đấy. Coi cẩn thận đứng đắng cầm giờ đó. Để vô cắm á. Cầm chắc cái đầu đâu lên. Ốc này. Cầm chắc cái đầu nha. Wow, ốc này luôn. Rồi quá nhiều luôn. Wow, ốc này. Lừa mày con to thôi. Bắt bóng mày con to.
Lưới đi con, đường mưa đi có rám không? Hôm nay mình bắt được mấy con đó. Có cua đông không? Đấy, lưới mình bỏ lên đây. Từ từ cái lũng đó. Đây con này. Bỏ lưới bỏ quá. Wow. Bên này ốc khắp cả mương luôn. Đấy. Ôi, cua đồng. Một con cua đồng. Đấy nó đây hai con luôn. Hai con nằm gần nhau luôn đấy đấy. Từ từ cẩn thận. Đó, cẩn thận bò đó. Cực hay quá. Rửa quá đi. Đây, ăn con đấy. Rửa lên các bạn con đấy. Ôi tuyệt vời. Hai con nằm chỗ luôn. Đấy như lắm, để cái miếng đi cua đồng như lắm. Ốc là tí mình quay lại mình bắt lợn nặng. Tí mình ra cái đường mướn ngoài nữa thầy. Ngoài có đường mướn. Cua đông mùa tối hay ngóc cái đầu lên. Đi ăn đêm á, tập tỉnh cua đông hay ăn đêm. Bữa ngày nó trộn vào trong hang á. Mà đêm nó mò ra nó đi tìm thức ăn. Con to đấy quá, khổng lồ. Con cua khổng lồ luôn. Vào đi. Wow. Bắt cái đang. Đấy. Cua nó có cãi luôn. Wow, để lên các bạn coi nè. Wow, một con cua to nha. Đây. Một con cua rất to. Đấy, đây một con nữa. Wow. Coi đưa lên mấy bạn con đấy. Cua đông nha mọi người. Ngủ to đấy. Rồi đi thôi, đi tiếp. Đoán nhiều đấy. Wow. Ui trời, một phát hiện thêm một con nữa mọi người. Đó, một con rất khung. Wow. Đây mọi người coi đó, Úy. Wow, một con cua đực. Con nón. Okay. Con cua nón. Lột vỏ thì mềm mềm. Nó. Qua đây. Qua đây, mình mới thấy. Rồi, bỏ qua luôn. Coi cẩn thận lên anh rã rồi đáng. Ủa, rã đi. Bắt lại Úy. Bỏ lâu quá. Nào.
Rồi rồi, đi lại. Rồi cầm cầm chặt lại lại. Phật Phật, tại mình Phật thêm không có nữa. Bỏ qua đắng, bỏ đắng, bỏ đắng. Con lên này, con lên này, thấy chưa? Cho anh Tiểu này. Anh dọ. Đó. Mặc đi. Nó giữa ngốc luôn, đây nè, giữa ngốc luôn. Rồi bỏ. Wow, sau một hồi tại mình vật lộn với cái lũ này thì mình đã bắt rất là nhiều nha mấy bạn. Có cua đông này, ốc này, còn mấy con nhại nữa. À, như đây là buổi đi săn tối hôm nay của mình kết thúc ở đây nha. Mời mọi người tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của nhóm. Mọi người nhớ like và sub, like và chia sẻ, ủng hộ kênh để kênh phát triển nha. Tạm biệt mọi người.